Dạ, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay con rất là vui khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân là Cá Lồng Tông ở Mỹ để trao quà Tết đến cô Bảy và bé An. Chào cô Bảy với bé An nha. Dạ, em năm nay học lớp mấy ạ? Dạ, năm nay em học lớp 11. Dạ. Học 11. Ở trong trường Càng Đăng. Dạ. Em thi chưa? Dạ, em thi xong đó nè, thi xong hồi mấy tuần trước rồi. Có kết quả chưa? Dạ có. Em đạt loại gì? Dạ em được đạt á chị. Loại đạt? Dạ. Lên lớp lớn là xếp loại đạt chứ không đạt hả? Chứ dạ, có giỏi khá trung bình như. Dạ không. Cái gì nó có chương trình mới á chị. Rồi năm ha. Chương trình năm 2017 á. Ồ, chứ lúc chị học là xếp loại giỏi vì khá trung bình. Còn giờ lên cấp 3 là chỉ đạt chứ không đạt thôi phải không? Dạ. Rồi chị cũng có nghe nói là khi nào tới nghỉ hè để em dạy thêm cho mấy em nhỏ phải không? Dạ, từ hồi năm ngoái thì có, năm nay mấy đứa nó đi học chưa. Yeah. À, đó là có Miu với con Xu giờ nó đi học rồi. Giờ đi học hết rồi. Dạ. Cô Bảy thì cũng quá quen thuộc luôn rồi mà cô chú ơi. Cô Bảy thì bây giờ cũng đi về quê thì cũng ở luôn rồi đó mà cô chú. Năm nay kinh tế cũng khó khăn rồi, chỗ anh làm cũng không có được hả Bảy. Bây giờ Bảy cũng về quê rồi ở gần với con cái rồi cũng phụ hai chị em quay clip. Dạ. Thì hôm nay con cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân anh Cá Lồng Tông ở Mỹ là anh muốn lì xì Tết cho cô Bảy nha. Dạ thì anh gửi cho cô Bảy số tiền là 2 triệu đồng. Gửi cho cô Bảy vui xuân đón Tết. Dạ đây, số tiền 2 triệu đồng. Dạ con thay mặt cho anh Cá Lồng Tông gửi cho cô Bảy nha. Đây là tấm lòng của anh gửi cho Bảy. Để kêu bằng gì? Chắc chú đi ha. Chú em đi ha. Dạ. Vậy thay mặt cảm ơn chú nhiều nha, đã lì xì tiền Tết. Chúc chú được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn cô ấy. Còn phần quà này là của bé An. Dạ. Thì anh cũng xem video được thì anh Cá Lồng Tông cũng rất là quý mến em luôn. Dạ. Cũng rất là thương em, em chịu khó nè rồi chăm học nữa. Cũng biết chia sẻ công việc với cha mẹ nữa, phụ cha mẹ rất là nhiều. Thì anh cũng rất là thương em, thì anh cũng muốn lì xì cho em số tiền để em đón Tết nha. Dạ. Em mua quần áo mới chưa? Dạ, em mua rồi. Dạ. Thì anh Cá Lồng Tông lì xì Tết cho em với số tiền là 7 triệu đồng. Dạ. Chị thay mặt cho anh gửi cho em nha. Dạ. Chị đếm 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Đây số tiền 7 triệu đồng. Đây của Mạnh Thường Quân Cá Lồng Tông gửi lì xì Tết cho em. Dạ con cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Đạo Mạnh đã lì xì con số tiền cũng rất là lớn. Dạ năm cũ sang năm mới con cũng chúc chú có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và bình an bên gia đình ạ. Cảm ơn em An. Con cũng chúc cô Bảy năm mới nhiều sức khỏe luôn, trẻ đẹp nha Bảy. Cảm ơn con. Chúc em An thì năm mới cũng nhiều sức khỏe, càng ngày càng học giỏi nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thì ông bà cô chú hôm nay con cũng rất là vui luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân lãnh Cá Lồng Tông gửi lì xì Tết đến cô Bảy và bé An. Dạ. Thì anh cũng rất là quý mến cô Bảy với bé An luôn, thì cũng gửi chút quà Tết đến cho cô Bảy với bé An. Dạ thì em cảm ơn tấm lòng của anh Cá Lồng Tông rất là nhiều. Em kính chúc cho anh bước sang năm mới thì lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống luôn nha anh. Dạ thì con cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú. Dạ xin chào.